Hiệp 1 thì Trần Việt FC sẽ là những người giao bóng. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào màn trình diễn của hai đội ngắm này. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu cũng đã chính thức được bắt đầu. Pha mở bóng dành cho Trường Nhỏ, tốc độ của Trường Nhỏ. Trường Nhỏ nguy hiểm. Trường Nhỏ đã không thể thoát khỏi được sự đeo bám của Ngư Lúc Xúc. Và anh không thể có được một cú dứt điểm đủ tốt để có thể đánh bại thủ thành Bình Hát. Này, Trần Hiếu dứt điểm ngay, khá nguy hiểm. Pha đấm bóng của thủ thành vẫn về gần. Vẫn còn một tình huống sóng gió được tạo ra bởi các cầu thủ của Trần Việt FC, nhưng thủ thành vẫn về gần, vẫn đang chơi tập trung. Sẽ là quả phát bóng lên dành cho Vegan. Đường chuyền của Nguyễn Hoàng. Trần Tâm. Trường Nhỏ. Trường Nhỏ dứt điểm ngay, cơ hội không được. Không thể tung ra một tình huống đánh đầu. Dứt điểm ngay. Không khó đối với Bình Hát. Quốc Hiếu, tốc độ của Quốc Hiếu. Được chuyền vào. Nguy hiểm. Cơ hội. Khá đáng tiếc dành cho Trần Việt F, xin lỗi Vegan FC, khi mà vừa rồi thì Quốc Dũng đã không thể tăng tốc để tung ra một cú dứt điểm. Một đường chuyền rất khó chịu của Quốc Hiếu. Rất tốt, Hữu Nhân. Không, đó là đường chuyền của Ngô Tuấn. Cơ hội dành cho Quốc Dũng. Không được. Đó, nếu là cú dứt điểm thì nó quá nhẹ, nhưng đường chuyền thì là quá sâu. Việt Vi sau. Đường chuyền là của số 14 Trần Hiếu. Tiếp tục là Việt Mi sao. Pha đảo cánh rất hay dành cho Trần Việt, không hề có tình huống Việt Vị. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Như vậy là lưới của Vegan FC đã rung lên. Bàn thắng đẳng cấp của Trần Việt FC. 1-0. Một tình huống mà đội trưởng Trần Việt đã có một pha xử lý khiến cho thủ thành Mẫn về gần có thể nói là bất ngờ. Một cú dứt điểm ảo ma Canada, có khả năng dứt điểm bằng đầu rất tốt bên phía Vegan. Đưa bóng vào, nguy hiểm. Cơ hội. Tiếng còi đã cất lên. Khá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Vegan ở trong tình huống vừa rồi. Trọng tài xác định đã có lối đẩy người của Thanh Huỳnh. Rõ ràng là với những tình huống bóng bổng cũng sẽ là những phương án mà Vegan FC sẽ sử dụng trong những phút sắp tới. Không hề có lỗi của Trần Việt. Trần Việt, cơ hội. Cú dứt điểm là quá đơn giản. Tiếp tục là Trần Việt. Phía trong đang là Việt Mi sau. Khá nguy hiểm. Và hai siêu phẩm của Trần Việt. Và tỷ số là 2-0 dành cho Trần Việt FC. Một pha trèo bóng với một quỹ đạo cầu Âu. Và Mẫn về gần đã không thể kiểm soát được tình hình. 2-0. Hai cú dứt điểm của số 10 bên phía Trần Việt FC. Quá bất ngờ. Một tình huống dứt điểm khiến cho thủ thành Mẫn về gần. Và hàng thủ của Vegan FC hoàn toàn bị bất ngờ. Vẫn đang là Trần Tâm. Tốc độ của Thanh Yên. Thanh Yên rất khỏe. Thanh Yên tuyến 2 đang rất trống trải. Cơ hội. Pha đột phá rất hay của Thanh Yên. Dù cho rất đông các cầu thủ của Trần Việt FC theo kèm, nhưng không thể ngăn cản được số 10 của Vegan FC ghi bàn. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.
Số 10 của Trần Việt FC gọi và số 10 của Vegan đã có câu trả lời. Tuy nhiên thì bây giờ Trần Việt FC vẫn đang rất tốt. Khoảng trống dành cho Trần Tâm. Trần Tâm cơ hội vẫn còn. Đã có tình huống việt vị rồi. Khá đáng tiếc dành cho các cầu thủ Vegan. Một tình huống dứt điểm của Trần Tâm là rất quyết đoán. Và thủ thành Trương Thịnh đã không thể có một pha khống chế gọn gàng. Nhưng rất may cho anh là tình huống băng vào tuyến 2. Cơ hội dành cho số 11 dứt điểm. Khá đáng tiếc dành cho Nguyễn Dương. Vẫn đang là các cầu thủ của Vegan. Đánh đầu. Vẫn chưa thể có một pha xử lý thành công. Được chuyền vào của Hữu Thoại. Dứt điểm. Pha ngả người móc bóng của Nguyễn Dương. Tuy nhiên thì bóng đi không chính xác. Quốc Hiếu chưa thể tìm ra khoảng trống để dứt điểm. Đường chuyền dành cho Yên Em Bắc Bê. Cơ hội. Hai đều. Đó là những tài năng của Yên Em Bắc Bê. Khả năng sát thủ của số 10 đã bật công tắc. Và hoàn toàn không có cơ hội cho hàng phòng ngự của Trần Việt FC ở trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống chuyền bóng rất hay của đồng đội và Thanh Nhân đã cụ thể hóa nó thành bàn thắng. Khá nguy hiểm. Cơ hội không vào. Một tình huống mà hàng phòng ngự của Vegan FC họ đã chơi rất chủ quan. Quốc Hiếu đã không thể có một pha đánh đầu pha bóng để cho số 12 của Quốc Tuấn. Lại là một đường chuyền dành cho Yên Mbappé. Yên Mbappé rất bình tĩnh đây rồi. Ba hay. Đó là bàn thắng của Quốc Hiếu. Yên Mbappé quá đẳng cấp bởi những tình huống thoát xuống đầy tốc độ và một pha ngoặt bóng để loại bỏ hoàn toàn hàng thủ bên phía Trần Việt FC trước khi trả bóng về tuyến 2 cho Quốc Hiếu ghi bàn. Và cú dứt điểm của Quốc Hiếu là không có cơ hội cho thủ. Rất hay Quốc Hiếu. Quốc Hiếu vẫn là Yên Mbappé. Một bài toán rất dễ nhưng khó để có thể nguy hiểm. Tình huống cuối cùng của trận đấu, trọng tài đã thổi hết giờ và tỷ số chung cuộc là 3-2 dành cho Vegan FC. Một màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và một màn ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Vegan.